Chào các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái hệ thống kinh doanh online tự vận hành. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu cái hệ thống kinh doanh online tự vận hành thì chúng ta có thể xem qua một số thực trạng về việc làm trong thời gian qua như sau. Thì hiện tại chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ người thất nghiệp là khá là cao, không phải riêng gì ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới đều như vậy. Thì kinh tế khủng hoảng, do đó cái việc sinh viên tốt nghiệp ra trường để tìm cho mình một công việc làm phù hợp thì tương đối là khó khăn. Vì thực tế như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái giải pháp nào để lựa chọn cho những người trẻ, những người mới tốt nghiệp ra trường để có được những cái thu nhập. Thì hiện tại trên thế giới và rất nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển gần nhà chúng ta ở đây, ví dụ như Singapore chẳng hạn, thì người ta đã có được cái hướng kinh doanh trực tuyến trên mạng đó, tức là kinh doanh online, thì đã rất là thành công và cái tỷ lệ người thất nghiệp là tương đối thấp, và họ đã đạt được những cái hiệu quả kinh doanh rất là đáng khích lệ và đáng học hỏi. Thì để chúng ta có thể tiếp cận được những cái hình thức kinh doanh này thì chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn một số những cái đặc điểm, những cái ưu điểm của việc thực hiện những kinh doanh trực tuyến, tức là kinh doanh online. Các cái ưu điểm đó như sau. Thì ngày nay đối với cái việc khởi nghiệp thì chúng ta không nhất thiết cần phải có mặt bằng, chúng ta chỉ cần có một cái laptop thì chúng ta có thể xây dựng được cái hệ thống kinh doanh online cho mình rồi. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí. Đó là một cái đặc điểm thứ nhất của việc triển khai kinh doanh online. Đặc điểm thứ hai là nếu chúng ta có được những bức ảnh, và những bức ảnh này chúng ta chia sẻ lên mạng và được nhiều người xem thì chúng ta cũng có được cái thu nhập. Đây là một trong những cái hình thức kinh doanh, một hình thức kiếm thu nhập khá mới, và nếu chúng ta vận dụng được một cách hợp lý thì chúng ta sẽ có được thêm một cái kênh thu nhập thụ động. Một cái đặc điểm kế tiếp nữa là nếu bạn là người có những cái sự sáng tạo, hoặc là chúng ta có sự quan sát về cuộc sống, thì chúng ta chỉ cần quay những cái video và chúng ta đưa lên mạng, đưa lên mạng internet, đưa lên YouTube, đưa lên các mạng xã hội vân vân, thì người khác xem, nhiều người xem thì chúng ta sẽ có nhiều cái thu nhập. Và thao tác cho việc thực hiện này tương đối không tốn nhiều thời gian, chúng ta cần 5 đến 15 phút thì chúng ta có thể thực hiện được một cái video, và sau đó thì chúng ta sẽ kiếm được những cái thu nhập thụ động từ những cái video này. Một cái ưu điểm nữa của việc thực hiện kinh doanh online là chúng ta có thể xây dựng được một cái hệ thống website, và sau đó chúng ta cho thuê quảng cáo, tức là người ta sẽ đặt những cái banner quảng cáo trên cái hệ thống website của mình, chúng ta cũng có thêm được những cái khoản thu nhập thụ động. Hoặc là chúng ta thực hiện xây dựng một cái hệ thống email marketing tự động, và khi chúng ta thực hiện các cái chiến dịch email marketing thì khách hàng sẽ xem những cái email này, và khi họ xem những email này thì chúng ta lại có những thu nhập. Hoặc là chúng ta có thể xây dựng được cái hệ thống kinh doanh online hoàn toàn tự động. Việc xây dựng cái hệ thống kinh doanh này thì cũng tốn không nhiều thời gian, chúng ta chỉ cần tốn vài phút là chúng ta có thể xây dựng được một cái hệ thống tự vận hành. Và khi cái hệ thống này tự vận hành, chúng ta sẽ có được những cái nguồn thu nhập thụ động. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là vừa giới thiệu qua những cái đặc điểm, ưu điểm của cái việc thực hiện cái hệ thống kinh doanh online, và nếu chúng ta được có một sự phối hợp đầy đủ các cái tính năng, những cái ưu điểm này, thì chúng ta có thể hoàn chỉnh cho mình một cái hệ thống kinh doanh online tự vận hành. Và khi hệ thống kinh doanh online này tự vận hành thì chúng ta sẽ có được những cái nguồn thu nhập khá là hấp dẫn. Chúng ta được tập hợp nhiều nguồn thu nhập thụ động với nhau, chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng thông qua cái việc chia sẻ hoặc là tham khảo các thông tin trực tiếp trên internet, hoặc là các bạn có thể theo dõi hoặc là subscribe những cái kiến thức này trên các kênh video của chúng tôi. Và chúng tôi thường xuyên có được những cái video chia sẻ những cái cách xây dựng cái hệ thống kinh doanh online tự vận hành. Nếu các bạn thực hiện được cái việc xây dựng hệ thống kinh doanh online tự vận hành một cách tốt thì các bạn có thể có được những cái thu nhập thụ động như cái bạn giới thiệu mới đây. Thì các bạn thấy rằng là khi cái hệ thống được xây dựng một cách tương đối tốt, tương đối hoàn chỉnh, thì chúng ta sẽ có được những cái thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng,
Với những cái thu nhập này thì bạn thấy rằng là chúng ta không có tốn nhiều thời gian mà chúng ta có thể có được những cái thu nhập như thế này, thì đó là một cái điều rất đáng kể. Và cái việc đặt ra là nhiều bạn nghĩ rằng là người khác đã làm rồi thì tôi làm liệu có thành công hay không. Như các bạn đã biết thì hiện tại số lượng người sử dụng Internet trên thế giới là trên 3 tỷ người. Và với trên 3 tỷ người sử dụng Internet như vậy thì bạn thấy rằng là cái nhu cầu mua hàng và trao đổi hàng hóa, đặc biệt là những cái hàng hóa kỹ thuật số hoặc là những cái dịch vụ được cung ứng trên Internet là tương đối lớn. Với một cái số lượng người dùng lớn như vậy mà chúng ta có thể tiếp cận và phát triển ở một cái tỷ lệ nhỏ thì chúng ta thấy rằng là cái cơ hội cho việc kinh doanh là tương đối được mở rộng. Do đó mà nếu bạn có cái sự quan tâm tìm hiểu thực hiện các cái hệ thống kinh doanh online tự vận hành thì hãy bắt đầu ngay chứ không nên ngần ngại, bởi vì chúng ta có ngần ngại chăng nữa thì càng ngày cái sức cạnh tranh sẽ càng ngày càng nhiều hơn, nhiều người sẽ biết về kinh doanh online tự vận hành nhiều hơn, và như vậy thì thị phần càng ngày càng nhỏ lại. Do đó cái việc thực hiện hoặc tìm hiểu đối với cái hệ thống kinh doanh trực tuyến thì chúng ta và triển khai càng sớm càng tốt. Và chúng tôi có những cái buổi chia sẻ ở câu lạc bộ, nếu các bạn có sự quan tâm thì các bạn hãy thực hiện cái việc theo dõi các cái lịch chia sẻ của chúng tôi để các bạn có thể đón nhận được những cái giá trị tuyệt vời mà chúng tôi đã nghiên cứu, đã tìm tòi học hỏi và chia sẻ nhiều năm. Thì để như vậy các bạn sẽ có được cái thời gian ngắn hơn trong cái việc tiếp cận cái hệ thống kinh doanh hiện đại này. Nếu mà cái hệ thống của các bạn được xây dựng hoàn chỉnh thì các bạn có thể có được những nguồn thu nhập thụ động, thậm chí là có những thu nhập mà trong lúc bạn đang ngủ. Tất cả những cái chia sẻ mà chúng tôi gửi gắm lại hỗ trợ cho các bạn trẻ khởi nghiệp hoặc là các bạn đang gặp khó khăn trong cái việc tìm việc làm, thì chúng ta có thể triển khai sử dụng các nguồn lực tự có. Ví dụ như bạn có một cái điện thoại cũ, một cái laptop, thì bạn có thể thực hiện được kiếm tiền thông qua những thiết bị này, chia sẻ các cái quảng cáo hoặc là gửi email chẳng hạn. Thì những cái cách như vậy các bạn có thêm những thu nhập. Và để có thể theo dõi tiện hơn thì bạn hãy theo dõi các lịch chia sẻ của chúng tôi ở trong cái phần mô tả của cái video này, tức là phần description. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những lịch chia sẻ, các bạn có thể theo dõi để đón nhận được những giá trị tuyệt vời từ cái hệ thống kinh doanh online tự vận hành. Hy vọng gặp được bạn ở trong các cái khóa học chia sẻ của chúng tôi.